Sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là hành vi bị cấm và là thực trạng đáng báo động ở Việt Nam. Không ít số liệu thống kê cho thấy nguyên nhân gây tai nạn giao thông phần lớn là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Mặc dù xuyên suốt dịp Tết Quý Mão, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước tăng cường kiểm soát vi phạm liên quan đến nồng độ cồn của tài xế, nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định sử dụng rượu bia và điều khiển phương tiện. Tổ công tác liên ngành 141 thực hiện nhiệm vụ trên phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội. Lúc 22 giờ đêm ngày mùng 2 Tết Nguyên đán, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Chưa cần đo nồng độ cồn, hơi thở của lái xe này đã nồng nặc mùi rượu, thậm chí trên xe còn chở theo trẻ em. Điều đáng nói, không chỉ lái xe mà cả người đàn ông đi cùng xe cũng dùng nhiều lời lẽ khiếm nhã, xúc phạm, xô đẩy lực lượng cảnh sát giao thông. Phải mất hơn một tiếng sau, tài xế này mới chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn. Mức vi phạm ghi nhận được là 0,394 mg trên 1 lít khí thở, xấp xỉ mức kịch khung. Còn đây là chốt kiểm tra nồng độ cồn trưa ngày mùng 3 Tết trên đường Lạc Long Quân, Hà Nội. Em yêu cầu anh đo nồng độ cồn, anh có chấp hành không anh? Anh nói là anh không uống rượu. Anh không uống nhưng mà em yêu cầu anh chấp hành đo. Anh không uống rượu. Anh không đo thì uống rượu anh có sợ đo. Em yêu cầu anh đo, anh không uống anh phải chấp hành nhá. Anh không lái xe giờ này nhá. Anh có chấp hành không anh? Anh bỏ đi đi. Nghe là anh không lái xe giờ này nhá. Anh lái xe nhưng anh đo. Hầu hết các tài xế chấp hành hay không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn đều sử dụng điệp khúc, gọi điện thoại cứu trợ người thân, thậm chí ăn vạ bằng cách bỏ lại xe, ngăn cản lực lượng chức năng niêm phong tạm giữ phương tiện. Và những trường hợp mà tham gia giao thông mà có sử dụng bia rượu thì các tổ công tác của các đơn vị cũng đã thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên là xử lý nghiêm và triệt để, cùng với cả đồng thời là cũng tuyên truyền nhắc nhở cho người dân để người dân nắm được là khi tham gia giao thông là không sử dụng bia rượu, còn lái xe để đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Thống kê trong 5 ngày, từ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023, vi phạm về nồng độ cồn xử lý 5.171 trường hợp so với 5 ngày cùng kỳ của Tết Nguyên đán năm Nhâm Dần 2022, tăng 4.321 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Pháp luật chế tài đưa ra mức xử phạt cao để giảm thiểu tác hại của rượu bia. Song điều quan trọng nhất không gì khác mà chính là ý thức mỗi người dân tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vì tính mạng của chính mình và của cộng đồng xã hội.